Đây là đường liên thôn Cao Bình, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Nơi không có điện, đường, trường, trạm và có hơn 60% số lượng gia đình thuộc diện hộ nghèo. Còn đây là nhà chị Trương Thị Côi, sinh năm 1972, một trong những gia đình đặc biệt khó khăn của thôn Cao Bình. Ngôi nhà vừa được Ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng các anh chị em trong thôn dựng lên, cách ngày đón Tết chưa đến một tuần. Bà Côi du cấp cái đỡ? Cấp ý. Ý này tên cắn? Nam. Nam á? Cơ hợp bì á? Chắc à. Bố chắc à? Bố chắc. Thế bà Côi pin này cơ hợp bì á? Chắc à. Bố lũ? Bố lũ nữa. À, lươn này cá hết lươn? Lươn này trắng hết. Cá đời hết hả? Thôi. Bà mi lai pi nòng mà. Mi cái lấy cân. Mi không cân. Có lẽ cái tên đã gắn với cuộc đời của chị. Cuộc đời của một người phụ nữ đang sống cùng người con trai. Cả hai mẹ con mắc chứng thiểu năng trí tuệ và chỉ biết dựa vào cây lúa, cây lạc để sống qua ngày. Này làng Pát hả? Đây là nhà cũ của chị Côi cùng cậu con trai 17 tuổi. Ô, làng Pát rồi này á. Khay hay lưu, mà là khay ở làng chỗ này. Ồ, bố lưu bò Pát thường mới léo. Có đời ở bạt mà quay hử? Nhà trường. À, sáng này là mới con bà Côi vậy à cắn? Vậy ba đôi linh tí. Và mảnh vườn rào vội của hai mẹ con chị Côi. Ngôi nhà ngỡ tưởng không phải là nơi để trú ngụ. Ấy thế mà lại là nơi che nắng, che mưa của hai mẹ con chị đã hơn 40 năm qua. Dù đang bước sang ngưỡng tuổi 17, nhưng thỉnh thoảng, cậu con trai tên Nam của chị Côi vẫn nằng nặc đòi được đi học cùng các em lớp 3, lớp 4. Khan à cắn? Khan. Khan á? Bây học mò? Bước bước bấy? Hả? Tả à? Bước lương tới tả? Mình thích học. Các ông chí là trong hộ gia đình của chị Trương Thị Côi thì chị sinh 1972, thì là cũng thiểu năng trí tuệ, không nhận thức được cái vấn đề gì. Mà một thằng con trai năm nay cũng 16 tuổi rồi, cũng không nhận thức được một cái gì cả. Thứ nhất thì vừa rồi cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hùng Mỹ và các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân, thì là lấy cái quỹ vì người nghèo của xã là hỗ trợ cho 15 triệu. Là giúp cho cô mua được cái nhà, cho nên là bây giờ là chị là cũng không nhận thức được cái gì. Hiện nay là trong cả thôn ấy, chị Côi là khó khăn nhất của cả thôn, cho nên là lĩnh vực này mong rằng là tiếp tục mong được cái sự quan tâm của tất cả các tổ chức chính trị xã hội và các cá nhân lòng hảo tâm quan tâm đến chỗ chị Trương Thị Côi, thôn Cao Bình, xã Hùng Mỹ. Không có điện, không có trường học, nhà văn hóa thôn, cũng không có trạm viễn thông. Con đường đèo dốc hơn 4 km từ trung tâm Ủy ban Nhân dân xã đến thôn được trải bê tông đoạn cách đoạn vỏn vẹn hơn 700 mét. Không riêng gia đình chị Côi thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trong tổng số 69 hộ gia đình ở đây, còn có rất nhiều gia đình khác cũng không ngoại lệ. Ừ.